Ngày 2 tháng 12, Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu bắt giam 9 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm Nguyễn Bảo Sơn, 25 tuổi, Trần Mạnh Trung, 30 tuổi, Nguyễn Văn Quý, 43 tuổi, Nguyễn Tấn Đạt, 23 tuổi, Võ Văn Sang, 28 tuổi, Nguyễn Hùng Tâm, tên thường gọi là Moon, 30 tuổi, Lương Bảo Bảo, 32 tuổi, Trần Minh Sang và Trần Bình Minh, 36 tuổi, cùng trú tại huyện Xuyên Mộc. Những người này tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong rừng sâu của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu. Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, sòng bạc này do Ngô Xuân Quyền, 27 tuổi, con trai của đại tá Ngô Xuân Huyền tổ chức và điều hành. Trước đó vào ngày 30 tháng 11, một phó phòng PC02 Công an Bà Rịa Vũng Tàu cùng hơn 10 trinh sát có mặt tại nhà của Ngô Xuân Quyền để triệu tập nghi can này làm việc nhưng Quyền đã bỏ trốn. Qua cuộc điện thoại với vị phó phòng này, Quyền hứa ngày 1 tháng 12 sẽ đến trụ sở PC02 để trình diện nhưng đến nay vẫn không tới. Bước đầu, qua đấu tranh, các nghi can Sơn, Trung, Quý, Đạt và Sang đã khai nhận chính Quyền là nghi can tổ chức sòng bạc, còn những nghi can này đóng vai trò cảnh giới, đưa đón khách. 4 nghi can còn lại khai nhận đến sòng bạc để đánh bạc. Sáng ngày 3 tháng 12, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online, Đại tá Ngô Xuân Huyền, Phó trưởng Công an huyện Xuyên Mộc trải lòng. Thật sự tôi đau lòng lắm. Tôi và mẹ cháu đã ly dị và cháu ở với mẹ. Nhiều người ngộ nhận rằng tôi nảy nọ. Tôi rất đau khổ, tôi khẳng định là mình không bao giờ bao che mà còn cương quyết. Được biết, Đại tá Huyền sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2019, vừa ra tù đã tổ chức đánh bạc. Theo báo Thanh Niên, từng có tiền án tội đánh bạc nên Quyền có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với công an. Sới bạc của Quyền không hoạt động ở một địa điểm cụ thể mà liên tục di chuyển trong khu rừng rộng của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu thuộc địa bàn các xã Pông Trang và Bưng Riềng. Do nằm sâu trong rừng nên sới bạc cũng ngắt sóng điện thoại di động đề phòng công an theo dõi cũng như được tổ chức cảnh giới bảo vệ nghiêm ngặt. Một con bạc cho biết, dựa vào mối quan hệ rộng rãi với các tay cờ bạc ở nhiều tỉnh thành như Bình Thuận, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, Quyền nhanh chóng lôi kéo được nhiều con bạc máu mặt đến sát phạt khi vừa mãn hạn tù. Với những canh bạc từ 300 đến 700 triệu đồng, có lúc là hơn 1 tỷ đồng. Những ngày cuối tuần, có đến hàng trăm con bạc đổ về. Đặc biệt khi có sự góp mặt của các con bạc sụp như là PH ở Biên Hòa, TH, Hồ Tràm. Chiếu bạc sôi động hẳn lên vì số tiền mỗi canh bạc lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài ra, sới bạc của Quyền thường chọn địa điểm tập kết nằm sâu trong rừng hoặc địa hình nút cổ chai để dễ quan sát, phát hiện nếu có người lạ tiếp cận. Do có đàn em đông đảo nên Quyền bố trí dày đặc các lớp cảnh giới, theo dõi ngầm hoạt động của khách ra vào, thuê em máu lạnh điều khiển sới bạc. Để mở rộng địa bàn cũng như thuận lợi cho việc làm ăn, khi vừa ra tù, Quyền đã tập hợp dưới trướng đông đảo đàn em, những tay giang hồ số má. Tại địa phương như là Cu Sển, Hào, trong đó Cu Sển tuy mới ngoài 20 tuổi nhưng nổi tiếng máu lạnh khiến nhiều con bạc khiếp sợ. Hàng ngày, Quyền trực tiếp đến sới bạc điều hành thu tiền sâu. Quyền tuyển lựa những tay sóc đĩa có kinh nghiệm máu mặt tại địa phương để con bạc yên tâm chọn mặt gửi vàng. Phần chi trả tiền cho các con bạc luôn có những tay cờ bạc nhiều tiền đứng ra thầu, trong đó phải kể đến TH, Hồ Tràm, người thường xuyên đứng ra thầu ván bài tiền tỷ với những con bạc ở tỉnh khác tới sới bạc. Với cách thức hoạt động này, tay sóc đĩa chỉ có nhiệm vụ sóc đĩa và được Quyền trả lương 1 đến 1,2 triệu đồng trên một ngày. Ngày thu sâu nhiều, Quyền trả 1,5 triệu đồng. Đĩa sóc xong, bỏ xuống chiếu, sẽ có những con bạc ngồi ở vị trí giữa chiếu giơ tay xin đĩa. Trường hợp nếu không có cái bạc, con bạc lớn mở đĩa, Quyền sẽ trực tiếp chi phối canh bạc. Tuy nhiên, rất hiếm khi có trường hợp cái bạc không chịu mở đĩa bởi Quyền sẽ trực tiếp bán chiếu cho đồng đều để ít chịu thiệt nếu hai mặt chiếu chênh lệch quá lớn. Sới bạc hoạt động nhiều tháng nay tại cánh rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với cả trăm con bạc khắp nơi đổ về, sát phạt có những ván lên đến hàng tỷ đồng. Thế nhưng, chính quyền địa phương không hề biết. Vào cuộc điều tra, phóng viên mới té ngửa về thân thế kẻ gây sới. Từ nguồn tin phản ánh của người dân, sau nhiều ngày tìm hiểu, tiếp cận, nhóm phóng viên thanh niên trộn vào nhóm con bạc từ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đi mục sở thị các sới bạc tiền tỷ trong cánh rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu. Tầng tầng lớp lớp cảnh giới, khoảng 9 giờ, một ngày giữa tháng 11 năm 2019, một người tên H đi ô tô đón chúng tôi ở thành phố Biên Hòa xuống khu vực gần Hồ Tràm để đánh bạc. Đi theo xe của H, còn có nhiều con bạc khác. Casino Hồ Tràm là điểm đánh bạc được cấp phép dành cho người nước ngoài đánh bạc. Còn các sới bạc lụi trong rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu gần Casino Hồ Tràm dành cho những người Việt nào khát máu ăn thua. Tụi này không thiếu tiền để đánh bạc mà chỉ thiếu chỗ an toàn để thử vận may, Hát nói. Đội quân đưa đón chuẩn bị xe máy để chở vào sới. Sau hơn 2 giờ di chuyển, xe đến khu vực sân vận động thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.
Hát dừng xe, nhìn đồng hồ và nói đợi một lúc mới được thông báo điểm chơi, đánh bạc. Theo giải thích của người này, trước khi sới bắt đầu hoạt động khoảng hơn 1 giờ, nhóm cảnh giới dẫn đường mới thông báo nơi đánh, tổ chức cảnh giới và dẫn khách tới. 12 giờ, hàng chục ô tô biển số các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận lũ lượt kéo về khu vực này. Chuông điện thoại reo, Hát nghe xong điện thoại liền cho xe quay đầu về bến xe Xuyên Mộc, rẽ trái đi hướng ngã tư Hồ Tràm, rồi rẽ trái theo đường ven biển vài km đến bãi đá Vênh Vênh thuộc xã Vưng Rìềng, huyện Xuyên Mộc thì dừng lại bên đường. Tại đây đã có nhiều ô tô các tỉnh thành đến đậu từ trước. Một nhóm người làm cảnh giới dẫn đường chở con bạc vào sới bạc, chạy xe máy đến, chỉ chỗ cho Hát đưa ô tô đi cất giấu rồi chở khách vào sới bạc. Nhóm người này dùng xe máy chở ba chạy vào một con đường mòn ngay sát đường ven biển dẫn vào ổ bạc. Đi hơn 5 phút tới nơi nhưng các con bạc phải qua 4 chốt do nhóm cảnh giới canh gác nghiêm ngặt để ngăn người lạ xâm nhập. Chân dung trùm bảo kê sới bạc giữa rừng. Từ những miêu tả của người dân, khi thâm nhập vào sới bạc, phóng viên thanh niên không khó để nhận ra Quyền vì người này lúc nào cũng ngồi giữa chiếu bạc. Đây cũng là vị trí mà chỉ dành cho những con bạc lớn hoặc nhà cái, nhà thầu mới được ngồi để tiện quan sát chiếu bạc và thu tiền sâu. Bắt đầu khai sới hoặc giữa buổi, Quyền còn nắm quyền cắt quân vị để sóc đĩa. Sới bạc này được đánh giá uy tín về không có gian lận, 4 quân vị thì bên đội khách được cắt 2 con, Quyền cắt 2 con. Bài để cắt quân vị đều được kiểm tra kỹ lưỡng, một tay đánh bạc có tiếng tại huyện Xuyên Mộc tiết lộ. Quyền có vẻ ngoài bạch trai, cao lớn và nhìn rất thư sinh. Thế nhưng, mỗi khi chỉ đạo, điều hành công việc lại rất cương quyết, dứt khoát và thường chửi thề. Ngồi trên ghế, đầu đội nón kết, kế bên và phía sau Quyền luôn túc trực 4 đến 6 đàn em, trong đó 2 người làm nhiệm vụ sam cô, một cách đánh nhỏ lẻ ăn tỷ lệ trong sòng. Và 2 người đứng sau lưng túc trực chờ Quyền ra bảo. Ngoài ra, còn có 4 người khác túc trực hai bên đầu chiếu bạc để gom tiền thắng và chung tiền thua. Sau đó, tiền sâu được chuyển về cho Quyền cất vào giỏ. Một con bạc cho biết, dựa vào mối quan hệ rộng rãi với các tay cờ bạc ở nhiều tỉnh thành như Bình Thuận, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, Quyền nhanh chóng lôi kéo được nhiều con bạc máu mặt đến sát phạt khi vừa mãn hạn tù. Với những canh bạc từ 300 đến 700 triệu đồng, có lúc là hơn 1 tỷ đồng. Những ngày cuối tuần, có đến hàng trăm con bạc đổ về, đặc biệt khi có sự góp mặt của các con bạc sộp như là BH ở Biên Hòa, TH, Hồ Tràm. Chiếu bạc sôi động hẳn lên vì số tiền mỗi canh bạc lên đến hàng tỷ đồng. Tiếp xúc với phóng viên, nhiều con bạc cho biết dù sới bạc của Quyền mở ở nơi xa xôi nhưng vẫn tìm tới vì cha Quyền làm phó trưởng công an huyện thì sẽ an toàn. Ngoài ra, sới bạc của Quyền thường chọn địa điểm tập kết nằm sâu trong rừng hoặc địa hình nút cổ chai để dễ quan sát, phát hiện nếu có người lạ tiếp cận. Do có đàn em đông đảo nên Quyền bố trí dày đặc các lớp cảnh giới theo dõi ngầm hoạt động của khách ra vào, giang hồ số má giữ trật tự sới bạc. Ngay sau khi báo thanh niên thâm nhập sòng bạc do Ngô Xuân Quyền tổ chức, chúng tôi đã gửi hàng loạt ảnh video cho phòng cảnh sát hình sự BC02, công an Bà Rịa Vũng Tàu để xử lý. Ngay trong đêm 29 và rạng sáng 30 tháng 11, các trinh sát BC02 công an Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức đến nhà những người liên quan để làm việc. Tuy nhiên, hàng loạt người có vai trò tổ chức và con bạc đã bỏ trốn. Rạng sáng 30 tháng 11 đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được 9 nghi can, gồm có Nguyễn Bảo Sơn 25 tuổi, Trần Mạnh Trung 30 tuổi, Nguyễn Văn Quý 43 tuổi, Nguyễn Tấn Đạt 23 tuổi, Võ Văn Sang 28 tuổi, Nguyễn Hùng Tâm tên thường gọi là Mun 30 tuổi, Lương Bảo Bảo 32 tuổi, Trần Minh Sang, Trần Bình Minh 36 tuổi, cùng ngụ huyện Xuyên Mộc. Rạng sáng 30 tháng 11, một phó phòng BC02 công an Bà Rịa Vũng Tàu cùng hơn 10 trinh sát có mặt tại nhà của Ngô Xuân Quyền để triệu tập nghi can này làm việc nhưng Quyền đã bỏ trốn. Qua cuộc điện thoại với vị phó phòng này, Quyền hứa ngày 1 tháng 12 sẽ đến trụ sở BC02 để trình diện nhưng đến nay vẫn không tới. Bước đầu qua đấu tranh, các nghi can Sơn, Trung, Quý, Đạt và Sang đã khai nhận chính Quyền là nghi can tổ chức sòng bạc, còn những nghi can này chỉ đóng vai trò cảnh giới, đưa đón khách. 4 nghi can còn lại khai nhận đến sòng bạc để đánh bạc. Sát phạt tiền tỷ. 13:30, sau khi lọt qua lớp cảnh giác dày đặc, con bạc được dẫn vào tận sới cách xa đường lớn hơn 5 km. Sới bạc nằm ở giữa rừng, bốn bề cây cối tùm, phía trên căng một tấm bạt 20 x 5 m để che nắng mưa, bên dưới là miếng bạt 15 x 2 m được trải ra nền đất để lập sới. Những con bạc mặc sức quăng tiền sát phạt gây náo động cả một khu rừng. Nằm sát bên sới bạc là 2 quán chuyên phục vụ nước uống và đồ ăn như là cơm, bún, chè. Mặt chiếu bạc được chia làm 4 phần, có kẻ vạch đỏ gồm mặt bên chẵn và mặt bên lẻ. Những con bạc lớn sẽ tập trung tại giữa chiếu để nhận đĩa và thay nhau cầm cái, xoay tua. Nhiều lúc nhà cái hứng thú bán, tức nhà cái cược riêng với một con bạc nào đó, mặt chiếu bạc bên chẵn hoặc lẻ với số tiền lớn thì lập tức con bạc lớn nhận kèo ngay.
Sới vừa mở, tiếng các con bạc đặt cược ồn ào, từng xấp tiền được con bạc ném vào chiếu cùng tiếng bàn bạc, tiếng la hét thắng cược làm náo động cả cánh rừng. Mỗi ván bài sóc đĩa không quá 3 phút, nhưng số tiền chơi thì không thể nhỏ hơn 300 triệu đồng. Trong sới bạc này, không thể không kể đến những tay máu mặt như BC đến từ Biên Hòa Đồng Nai, TH Hồ Tràm, R Cầu Năm, T Bà Bông, TH và một số con bạc đến từ TX La Di Bình Thuận, đến từ thị xã La Di Bình Thuận. Đánh bạc mà không có những người này thì sới bạc mất vui. Có cây bài tố nhau hơn 1 tỷ đồng, nhóm người này đều mạnh dạn đứng ra xử lý. Hơn 10 ngày vào sới, băng của C và B xuống đánh mang về hơn 10 tỷ đồng, H kể, thu và chung tiền thắng thua tại chiếu bạc. Tại sới bạc này có luật ngầm là không dùng bạc rác, ý nói nếu con bạc đánh dưới 1 triệu đồng thì sẽ không cho đặt cược, nếu dùng rác thì phải xin ké với con bạc khác để số tiền đánh từ 1 triệu đồng trở lên. Cho vay nóng tại sới. Con bạc đang say máu me đỏ đen, S mập bỗng hô lớn, rồi thay người thay vị, nghĩa là thay người sóc đĩa và thay bốn quân vị dùng sóc đĩa luôn nha bà con ơi. Vừa nói xong, S mập sóc đĩa 5 lần rồi gõ vào đĩa 3 cái. Khi S mập đứng lên thì người khác ngồi xuống thay ca. Ngoài S mập thì sới bạc này còn có T Huấn và D Hồ Tràm là ba người thay nhau sóc đĩa. Tại sới bạc lúc này có gần 200 con bạc liên tục quăng tiền vào chiếu, mỗi lần đặt từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Những con bạc lớn ít khi tham gia vào chiếu bạc với số tiền vài chục triệu đồng, mà khi canh bạc nào cảm thấy son thì mua luôn mặt chiếu với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Những con bạc thường mua chiếu bạc tiền tỷ qua là C, B, TH Hồ Tràm, T Bà Bông, sới đánh hai mặt chiếu 300 đến 400 triệu là bình thường. Gặp khách sộp thì hai mặt chiếu có lần lên đến 1,5 tỷ chứ không ít, H nhẩm tính. Càng về chiều, con bạc kéo đến càng đông khiến sới bạc trở nên chật chội. Ngoài những con bạc nhiều tiền ngồi trên ghế tiếp giáp với chiếu bạc thì sau lưng còn có hai ba vòng người chen chúc nhau quăng tiền xuống chiếu. Một canh bạc lệnh, bên chẵn và bên lẻ chênh lệch nhau, hẳn về bên chẵn, nhà cái liền hô, bán chẵn 30, ai lấy, bán 30 triệu đồng. Tiếp tục, con bạc đặt tiền vào hai cửa chẵn lẻ thì nhà cái lại giao, chẵn 50, ai lấy nào, nhanh giữa chén nè. Nhanh như chớp, một con bạc hô lên rồi quăng gói thuốc lá ra giữa chiếu. Nè, anh D mặt lẻ và gói thuốc này ăn hết 100, tức là đặt 100 triệu đồng, còn lại để anh D ăn hết mặt chẵn. Như quy luật ngầm trong chiếu bạc, nhà cái có quyền bán chiếu hoặc là bán chẵn lẻ cho con bạc. Nếu con bạc mua lẻ 100 triệu đồng, canh bạc ra chẵn thì con bạc phải trả số tiền 100 triệu đồng thay cho nhà cái. Nếu canh bạc ra lẻ thì con bạc ăn trộm số tiền đã mua. Xế chiều, nhiều con bạc cũng bắt đầu cạn túi tiền. Đây cũng là cơ hội để nhiều tay cho vay lãi hoạt động hết công suất. Trong các sới bạc này luôn có T ngụ huyện Xuyên Mộc, V Xì Ke cùng nhiều người khác và chủ sới sẽ là người bơm tiền cho các con bạc khát máu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại sới bạc có một người tên Quyền. Ngoài việc quản lý sới, Quyền còn tuyển nhiều đàn em với nhiệm vụ cho vay nóng tại sới. Khi con bạc sạch túi nhưng còn khát máu, đàn em của Quyền sẽ tiếp cận mồi chài cho con bạc vay tiền. Với con bạc vay trên 100 triệu đồng phải liên hệ trực tiếp với nhà cái hoặc Quyền. Mỗi lần vay phải chịu lãi ngay và bị trừ trực tiếp vào tiền cho vay. Con bạc vay 100 triệu đồng thì tiền lãi là 2 triệu đồng trên một ngày. Cầm hơn 40 triệu nhưng chưa chơi được 2 giờ đã sạch trơn. L 40 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc văng tục vì một ngày gặp vận đen. Thấy khách quen, một thanh niên khoảng 20 tuổi từ phía sau chạy đến khoác vai hỏi thăm. Sao anh L, hẻo quá hả? Cần không, em bơm cho mượn một ít gỡ này. L gật đầu liền rồi lấy 10 triệu đồng tiếp tục nướng tiền vào chiếu bạc. Chỉ 5 phút sau, L đành hậm hực ra về vì thua sạch tiền. Bắt nguội 9 nghi can lúc rạng sáng. Từ những thông tin, chứng cứ mà phóng viên thanh niên cung cấp về đại sới bạc giữa rừng, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào cuộc nhưng chỉ bắt nguội được 9 nghi can trong khi nghi phạm cầm đầu đã bỏ trốn. Như thanh niên đã thông tin trong các ngày mùng 2, mùng 3 tháng 12, sau nhiều ngày điều tra, đột nhập đại sới bạc giữa rừng khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Ngô Xuân Quyền tổ chức, nhóm phóng viên đã có trong tay đầy đủ hình ảnh hoạt động của sới bạc này. Nhận định đây là tụ điểm tệ nạn phức tạp cần quyết liệt đấu tranh triệt phá, công an đã tung lực lượng lớn trinh sát vào cuộc. Cụ thể, ban giám đốc công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuyển các thông tin của phóng viên cung cấp để phòng cảnh sát hình sự BC02 lên kế hoạch triệt phá sới bạc. Thế nhưng ngay sau đó, đại sới bạc này đã ngưng hoạt động. Vì vậy, các trinh sát BC02 phải tổ chức xác minh lý lịch các nghi can trong sòng bạc và lên kế hoạch bắt nguội. Việc bắt nguội các nghi can gặp nhiều khó khăn vì hầu hết nhóm người này không có chỗ ở ổn định mà thuê nhà trọ. Một trinh sát cho biết, hầu hết nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đêm 29 và rạng sáng ngày 30 tháng 11, các trinh sát chia thành nhiều tổ công tác về các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.
đến nhà nghi can thực hiện việc triệu tập phục vụ điều tra. Khoảng 1 giờ ngày 30 tháng 11, một tổ trinh sát tiếp cận nhà của S Mập, tức là Sáu Mập, Hồ Quang Nhật, ngụ xã Phước Thuận. Xung quanh căn nhà xây tường rào kín mít, dù lực lượng công an xã Phước Thuận và các trinh sát gọi liên tục nhưng mà không có ai chịu mở. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ dùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã buộc vợ của Sáu Mập mở cửa. Tuy nhiên, Sáu Mập đã bỏ trốn khỏi nhà trước khi mà lực lượng công an đến. Cùng thời điểm đó, các tổ trinh sát khác đã đến nhà của Trần Mạnh Trung, tức là Trung Ngớ, 30 tuổi, ngụ thị trấn Phước Bửu, Trần Minh Sang, tức là Cu Sển, 28 tuổi, ngụ xã Bảo Lâm để triệu tập về trụ sở làm việc. Đến 2 giờ, một lãnh đạo PC02 cùng nhiều trinh sát đến nhà Ngô Xuân Quyền tại khu phố Xóm Dẫy, thị trấn Phước Bửu. Nhà của Quyền là ngôi biệt thự khá lớn, có tường rào cao hơn 3 mét bao bọc xung quanh, phía trên gắn trông sắt nhọn hoắt và nhiều camera. Nội thất hầu hết bằng gỗ và nhiều vật dụng trị giá hàng tỷ đồng. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Quyền không có ở nhà. Công an đã lập biên bản vụ việc và tạm giữ một cây kiếm nhật của Quyền. Không chỉ Quyền, Sáu Mập, hàng loạt nghi can trong sới bạc mà báo Thanh Niên phản ánh cũng đã không có mặt tại nơi cư trú khi mà các trinh sát tới triệu tập trong ngày 30 tháng 11. Đến ngày 3 tháng 12, lãnh đạo BC02 cho hay đã tạm giữ 9 nghi can trong đường dây tổ chức đánh bạc do Quyền cầm đầu. Hiện BC02 đang tiếp tục truy bắt và vận động Quyền cũng như là các nghi can ra trình diện. Các nghi can khai gì? Qua điều tra ban đầu, BC02 cho biết là cả 9 nghi can bị tạm giữ đều khai Quyền là người tổ chức sòng bài. Trong 9 người này, có 5 nghi can tổ chức, 4 người còn lại tham gia đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bảo Sơn, 25 tuổi, ngụ thị trấn Phước Bửu khai rằng hàng ngày đến sới bạc do Quyền tổ chức làm nhiệm vụ chở khách, mỗi ngày được Quyền trả cho 300.000 đồng. Trong khi đó, một nghi can tên là Cu Sển khai được Quyền giao chữ trật tự tại sới bạc. Dưới trướng của Cu Sển còn có vài đàn em, đó là Trần Mạnh Trung, tức là Trung Ngớ, thừa nhận phụ giúp Quyền quan sát tổ chức sới bạc. Lương Bảo Bảo, ngụ xã Bình Châu, khai trong sới bạc của Quyền chơi sóc đĩa tổ chức ở Bà Tô, thị trấn Phước Bửu mới có đánh lớn. Những con bạc đánh lớn thì có nhóm Thịnh, Hồ Tràm, còn gọi là Thịnh Nước Mắm, và nhóm đi cùng với Quyền, mỗi cây khoảng 500 đến 600 triệu đồng. Ngoài ra, còn có nhóm người ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai hay xuống đánh lớn nhất. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, trước khi đi tù về tội tổ chức đánh bạc, Quyền từng là lính nghĩa vụ công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Một lãnh đạo phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong thời gian phục vụ tại đơn vị, Quyền xin ra quân trước thời hạn vì lý do việc riêng trong gia đình. Còn theo công an thị trấn Phước Bửu, ngày 15 tháng 10, Quyền chấp hành xong án phạt tù về tội tổ chức đánh bạc, về địa phương ở với mẹ ruột, nhưng không đến cơ quan công an trình diện theo quy định. Một cán bộ công an thị trấn Phước Bửu cho hay đã đến nhà Quyền nhiều lần, đồng thời gọi điện thoại mời lên làm việc nhưng Quyền cũng không tới. Công an huyện có biết sới bạc giữa rừng. Liên quan đến việc để tồn tại đại sới bạc giữa rừng thời gian dài, trao đổi với phóng viên Thanh Niên ngày 3 tháng 12, một lãnh đạo công an huyện Xuyên Mộc cho biết, công an địa phương có nắm thông tin về sới bạc mà phóng viên Thanh Niên xâm nhập điều tra phản ánh. Tuy nhiên, nhiều lần lực lượng công an huyện tổ chức tiếp cận triệt phá đều không thành. Việc sới bạc giữa rừng mà Quyền làm chủ, chúng tôi khẳng định không có bao che hay tiêu cực gì cả. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm bất kể là ai, vị lãnh đạo công an huyện Xuyên Mộc nói. Cùng ngày, bà Lê Thị Trang Đài, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc cho hay, ngay sau khi báo Thanh Niên đăng bài phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu công an huyện điều tra và báo cáo vụ việc. Đến nay, theo báo cáo của công an huyện Xuyên Mộc, sới bạc tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, các con bạc là người trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai. Nhóm này bố trí nhiều người canh đường nên công an huyện Xuyên Mộc tổ chức triệt phá không hiệu quả. Công an huyện Xuyên Mộc đã xác minh nghi phạm tổ chức đánh bạc là Ngô Xuân Quyền, Ngô Xuân Nhân 35 tuổi và một số khác cùng ngụ huyện Xuyên Mộc. Tuy việc bắt sới bạc không phải là chuyện lạ, nhưng với một sới bạc tiền tỷ giữa rừng mà người đứng sau lại là con của một quan chức nhà nước thì là điều khó có thể chấp nhận. Chưa vội phán xét người cha có dính líu gì không đến vụ sới bạc giữa rừng của con, nhưng đã là người bảo vệ pháp luật mà để con mình phạm luật là điều cần phải lên án. Trên đây là cập nhật vụ sới bạc tiền tỷ giữa rừng Xuyên Mộc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trong các video tiếp theo. Các bạn nhớ like và share, đăng ký kênh để có thể cập nhật được nhiều tin tức nóng trong ngày nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và tạm biệt.